Chúng ta tiếp tục với nội dung 13 và ở nội dung này chúng ta tìm hiểu về phương thức Sleep và phương thức Wake Up. Trước khi chúng ta tìm hiểu về hai phương thức này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về đó là Serialize và Unserialize. Các bạn thấy tôi có một class tên là Student. Tôi tạo ra một đối tượng Student bằng new class của chúng ta, đó là class Student. Sau đó chúng ta thử in ra thông tin của đối tượng này. Refresh lại. Các bạn thấy thông tin của đối tượng gồm có mã số, tên và ngày sinh. Bây giờ chúng ta có một vấn đề. Đây là một object. Chúng ta muốn mã hóa nó và chuyển nó thành một chuỗi. Thì chúng ta thực hiện như thế nào? Trong trường hợp chúng ta cần mã hóa và chuyển nó thành một chuỗi, chúng ta sẽ có một phương thức đó là serialize. Truyền vào value và value lúc này nó là một object. Tôi đưa vào đây đó là student. Sau đó tôi đặt một biến, ví dụ change object bằng với giá trị này. Chúng ta cũng thử echo ra. Refresh lại. Thì các bạn thấy đây là đối tượng ban đầu. Sau khi chúng ta gọi đến hàm serialize thì đối tượng của chúng ta nó đã được chuyển thành một chuỗi có dạng như thế này. Và đây được sử dụng bởi serialize để có thể là chuyển đối tượng thành một chuỗi. Và khi chúng ta có một chuỗi như thế này rồi, làm sao chúng ta có thể chuyển nó thành một object như lúc ban đầu được? Để chuyển từ một chuỗi được mã hóa serialize thành một đối tượng, chúng ta sẽ có phương thức đó là unserialize. Tôi đặt một biến object, nó sẽ bằng, ở đây sẽ là unserialize. Và chúng ta truyền vào một chain, chính là chain object ở phía trên. Tôi tiếp tục in ra biến object này. Như vậy tôi đưa vào đây là object và tôi thử refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta đã đưa từ chuỗi này thành một đối tượng. Như vậy chúng ta học thêm hai phương thức đó là serialize và unserialize. Tôi chắc rằng hai phương thức này chúng ta đã được học rồi. Ở đây chúng ta đã được ôn tập lại. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta, đó là chúng ta tìm hiểu về phương thức Sleep và phương thức Wake Up. Các bạn thấy khi chúng ta gọi đến hàm serialize, nó chuyển đối tượng của chúng ta thành một chuỗi. Và nếu như chúng ta quan sát, chuỗi này gồm có code, có name và có birthday. Bây giờ khi tôi chuyển nó thành một chuỗi, tôi không muốn có giá trị birthday thì tôi thực hiện như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ đi vào đó là class student. Chúng ta sẽ bổ sung một phương thức public function. Và function của chúng ta chính là function sleep. Đối với function này, chúng ta return về một mảng, hay nói cách khác chúng ta trả về một mảng chứa thông tin mà serialize nó sẽ tạo ra. Các bạn thấy serialize của chúng ta tạo ra một chuỗi có name, có birthday và có code. Tôi không muốn có birthday. Đơn giản ở đây chúng ta chỉ việc return về giá trị name và giá trị code. Các bạn thấy name là giá trị này, code là giá trị này. Chúng ta không return về birthday. Và tôi thử refresh lại. Thì các bạn thấy khi chúng ta mã hóa nó thì nó chỉ có name và có code. Thứ tự ở đây cũng do thứ tự ở phần array mà chúng ta return về. Ví dụ tôi đưa giá trị code nó nằm trước giá trị name. Tiếp tục refresh lại. Thì các bạn thấy code nó cũng nằm trước giá trị name. Tôi chỉ muốn nó trả về giá trị code. Thì ở đây chúng ta chỉ đưa vào đó là code. Và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy nó chỉ có code mà thôi. Và khi chúng ta có một chuỗi serialize như thế này, khi chúng ta gọi đến unserialize, nó sẽ trả về một object. Và object của chúng ta, các bạn thấy nó chỉ có một thuộc tính, đó là thuộc tính code. Như vậy chúng ta cũng tìm hiểu được về phương thức Sleep. Ngược lại với phương thức Sleep, đó là phương thức Wake Up. Thì các bạn thấy đối với phương thức Sleep, nó sẽ can thiệp vào đó là phương thức serialize. Còn đối với phương thức Wake Up, nó sẽ can thiệp vào unserialize. Tôi tiếp tục bổ sung. Ở đây chúng ta sẽ có một function, đó là function Wake Up. Đối với function này chúng ta thực hiện điều gì? Phương thức này được sử dụng trong trường hợp unserialize được gọi và chúng ta thiết lập các giá trị mặc định. Ví dụ ở đây nó chỉ return về đó là cost. Thì khi chúng ta return về cost thì name và birthday của chúng ta không có, do đó chúng ta có thể thiết lập giá trị mặc định cho nó. Ở đây tôi sẽ cho nó giá trị là 12 tháng 12 năm 2012. Tôi thử refresh lại. Các bạn thấy ở đây birthday của chúng ta là rỗng, tôi refresh lại thì ở đây nó đã có giá trị là birthday. Do là vì chúng ta đã can thiệp vào phương thức quét khớp. Tương tự chúng ta có thể đưa vào giá trị cho name. Ở đây là Peter Rao. Ví dụ ở đây tôi đưa vào giá trị là Son Mid chẳng hạn. Tiếp tục chúng ta refresh lại thì các bạn thấy chúng ta có thuộc tính name nó là Son Mid. Chúng ta thử bổ sung luôn cho phần code. Như vậy ở đây tôi đưa là code. Ví dụ code của chúng ta nó có giá trị là 111 và tôi refresh lại thì các bạn thấy code ở đây nó cũng thay đổi thành 111. Như vậy qua video này chúng ta đã tìm hiểu được về phương thức sleep và phương thức wake up. Phương thức sleep nó sẽ ảnh hưởng đến phương thức serialize, còn phương thức wake up nó sẽ ảnh hưởng đến phương thức là unserialize.